Vâng, xin chào tất cả các bác. 310 triệu một mẫu xe. Một cái thương hiệu đến từ Honda của Nhật Bản, một dòng xe phân khúc hạng C. Form mới các bác nhé, tất cả tình trạng nguyên zin. Hãy bao không đâm xô, không gặp nước, máy móc nguyên zin, hành lang pháp lý đầy đủ. Để sang tên đổi chủ và bảo hành 1 năm sử dụng cơ mà. Đúng không ạ? Tại xe mà đam mê, các bác hết sức yên tâm. Một chiếc xe mà công nghệ máy Evotech được thế giới công nhận là một cái thương hiệu máy hàng đầu thế giới. Vậy thì xin mời các bác chiêm ngưỡng một số hình ảnh chi tiết, sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết, từng chi tiết nhỏ một nhé, để khẳng định chất lượng chiếc xe. Tại sao mà vào đầu chương trình tôi đã nói rằng là tôi rất là thích những cái dòng Honda, đặc biệt là cái công nghệ máy Evotech, nhưng đặc biệt cái con xe Honda, các bác có thể thấy cái máy nó lồi đồng cối đá. Để mà tôi đánh giá thì tôi đánh giá nó cao hơn cả máy Toyota về độ bền, độ vận hành. Mô men xoắn cực đại nó lớn nên vận hành nó êm, nó mượt, tăng tốc nó không bị rú máy anh chị nhé. Đặc biệt cái công nghệ máy Evotech này nó rất tuyệt này. Cái này động cơ 4 máy, con này là 1.8 này, khá tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả máy zin từ ốc và ra máy còn trắng như mới các bác nhé. Con xe này thì nó thuộc dòng xuất sắc rồi. Tại sao nó mang lại cho người dùng cái độ tin tưởng cao? Ai đã chạy Civic rồi thì biết. Lò rất dễ chịu, rất thoải mái, rất phê và máy rất bền và lành các bác nhé. Vâng, xin mời tất cả các bác chiêm ngưỡng cái phần gầm có một chiếc xe Civic trước mắt ngay chị này. Tôi sẽ gửi ảnh chi tiết từng góc độ một nhé, và các chị anh theo dõi ạ. Vừa rồi thì các anh chị đã theo dõi kỹ chi tiết rủ bô này, thép không dỉ rất là sáng này, gầm còn xanh này, không mục mọt và không bị dỉ sét này, không bị va chạm này, máy móc còn rất là mới và đẹp, zin từng con ốc đấy, không bị nhớm dầu, rất khô và còn zin nhá, tất cả càng A đấy, và trụ càng máy là còn zin nguyên bản, cũng không bị mục mọt, còn rất đẹp các bác nhé. Vậy thì các bác chuyển lên phần trên để chúng ta theo dõi tiếp. Vâng, vậy thì các bác vừa đã xem chi tiết những cái hình ảnh đầy đủ từng các góc độ rất là chi tiết vào phần gầm của chiếc xe. Và bây giờ các bác hãy ngắm nhìn lại một chiếc xe Civic 2009, số tự động, động cơ 1.8, một dòng Civic mà tôi đánh giá rất là cao. Nếu cùng một khúc thì Civic là một dòng xe rất là đáng đi các anh chị nhé. Nó khá là đẹp, cái này thì đặc biệt là 2009, nhưng nó là form mới của 2010, tất cả tình trạng nguyên zin, cam kết với anh chị bằng văn bản nhé, không đập xô, không ống nước, máy móc nguyên zin. Và tôi làm chi tiết thì nó cũng khá đầy đủ rồi, và xem tất cả sản phẩm xe và đam mê đều bảo hành 1 năm sử dụng. Tại sao một người dùng lại luôn luôn ưa chuộng
và đánh giá cao cái dòng Civic này đến như vậy, bởi vì Civic là cái công nghệ máy Evotec của Honda, là cái thương hiệu đến từ Nhật Bản, nó vô cùng là bền bỉ, mang cho người dùng cái cảm giác lái chân thực và đầm chắc. Đó, các bác nhé. Đấy, lên con này thì nó quá đẹp. Và những sản phẩm tuyển chọn tại kênh Xe Đam Mê thì các bác yên tâm, nó xin từ con đấu cả. Đấy, các bác có thể nhìn bằng hình ảnh mắt thật, chứ không phải là tôi tô vẽ đâu. Tôi làm rất là chi tiết từ cái góc ngách, ngóc ngách nhỏ nhất. Đấy, nhỏ nhất rồi. Vâng, và xe đang được chào bán với giá chỉ có 310 triệu thôi ạ. Vâng, 310 triệu đồng các anh chị đã sở hữu ngay được một xe Civic 2009 số tự động, form mới, động cơ 1.8, tất cả tình trạng nguyên zin, đẹp xuất sắc các bác nhé. Vâng, nếu các bác yêu thương hãy nhấc máy ngay, gọi cho Vũ Yô 0935 32 3333, hoặc đến địa chỉ số 3 đường An Định, thành phố Hải Dương để cầm lái trải nghiệm đánh giá chất lượng chiếc xe. Họ các bác cảm thấy vừa miếng, ok, nhấc máy alo hoặc đến trực tiếp các bác nhé. Một dàn lốp còn khá là dày và mới, còn tất cả đầy đủ phụ kiện đồ đạc theo xe, còn không thiếu một cái gì cả. Xe đẹp xuất sắc, bảo hành cho các bác 1 năm một văn bản, sai đâu cũng vô chịu nhá. Đó các bác hãy chiêm ngưỡng đi, quá đẹp xuất sắc luôn ạ. Chỉ có 310 triệu thôi ạ. Và một lần nữa, đầu năm xuân mới 2022 xin gửi lời chúc sức khỏe lên tất cả các anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc, một năm an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều cái thành công cho cuộc sống và hạnh phúc. Và cảm ơn các bác.